Lời Chúa, Chủ nhật 30 tháng 5 2021 Lễ Chúa Ba Ngồi Lời Chúa, Chủ nhật 30 tháng 5, 2021 Lễ Chúa Ba Ngồi Thưa anh chị em, hôm là Chủ nhật thứ 9 thường niên Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ Chúa Ba Ngồi Và hôm nay cũng là ngày Chủ nhật cuối của tháng 5 Ngày 30 tháng 5 Tạ ơn Chúa đã cho anh chị em mình qua được một tháng hoa kính đức mẹ Khởi đầu rất là vui ngày đầu tháng hoa trời đẹp các giáo sứ dân hoa rất là rầm rộ rất là sốt sáng rồi đến uh, giữa tháng là covid và cuối tháng vẫn là covid các nhà thờ đóng cửa không được cử hành vì lý do giữ an toàn cho sức khỏe tránh lây nhiễm trong tâm tình ấy ngày hôm nay chủ nhật ba mươi tháng năm anh chị em nếu có phải ở nhà không ra đường và không được đến nhà thờ chúng ta chỉ có một cách duy nhất là tham dự thánh lễ online và mời anh chị em cùng với chúng tôi lắng nghe lời Chúa thưởng thức những món ăn tinh thần lời Chúa tiếng Việt lời Chúa tiếng Anh và thắc mắc hỏi ai cũng như điểm hẹn Chúa Nhật đây là bốn món ăn mà chúng tôi gửi đến anh chị em Đồng thời mỗi người hãy dâng những bông hoa hy sinh ở nhà Bông hoa bác ái yêu thương và tha thứ Như là những bông hoa đẹp nhất để dâng lên mẹ Cầu nguyện xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cất đi cơn đại dịch Đang bao trùm Việt Nam và toàn thế giới Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa Ngày lễ Chúa Nhật Ba Ngôi Năm B bài đọc 1 trong sách đệ nghị luật chương 4 câu 32 đến câu 34 và câu 39 đến câu 40. Bài trích sách đệ nghị luật. Khi ấy, ông Mushi nói với dân Israel rằng, Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất, cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác. Đã dùng bao thử thách, dấu lạ điềm thiêng và chinh chiến. Đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền gây kinh hồn táng đẫm như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Như vậy, hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này. Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của người mà hôm nay tôi truyền cho anh em. Như vậy, anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà đức chúa thiên chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em đó là lời chúa <laughs> anh chị em mở bài đọc hai trong thư của thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu roma thư roma chương 8 câu 14 đến câu 17 bài trích thư của thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu roma thưa anh em phàm ai được thần khí thiên chúa hướng dẫn đều là con cái thiên chúa phần anh em anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó, chúng ta được kêu lên A ba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế. Mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Đó là lời, Alleluia, Alleluia, xin dâng lời tôn Chúc Chúa. xin Chúa Chúa con và chúa anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu chương 28 cùng 16 đến câu 20. Mátthêu 28 16 đến 20. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu. Khi ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilee đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế đó là lời chúa thưa anh chị em hôm nay là ngày lễ chúa ba ngôi bạn có biết khi nào mình tuyên xưng một chúa ba ngôi không khi mình bắt đầu làm dấu thánh giá nhân danh cha và con và thánh thần amen có em nó bảo cha làm vậy lâu quá bảo sao con làm cách nào nhanh hơn con làm nhanh hơn nhưng cha và con và thánh thần amen giữa hai tay để hai bên amen <laughs> rồi chúng ta có gọi là dấu đấy là dấu thánh giá đơn rồi có dấu thánh giá kép chắc mình một số anh chị em còn nhớ lạy chúa chúng con để tay lên vì dấu thánh giá vô miệng xin chữa chúng con rồi dưới ngực cho khỏi kẻ thù như đình cha và con và thánh thần amen. Đây là đơn giản nhất chúng ta tuyên xưng một chúa ba ngôi. Rồi khi mình đọc kinh sáng danh, sáng danh đức chúa cha và đức chúa con và đức chúa thánh thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng amen. Rồi trong những thánh lễ, những lễ kính, những lễ trọng và lễ chủ nhật trừ mùa vọng và mùa chay thì chúng ta đều có hát. tên vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Rồi chúng ta tôn vinh Chúa Cha, rồi Chúa Con và Chúa thanh Thần, đó là gọi là kinh vinh danh. Thường là hát bởi chúng ta cũng thấy là những cây thánh giá Mình vẫn đeo hoặc vẫn đặt trên bàn thờ, trên cung thánh vân vân Mình làm dấu thánh giá, mình lên nhìn lên thánh giá Mình nghĩ đến, liên tưởng đến và thờ phượng một thiên chúa ba ngôi Có bạn trẻ nói với tôi, trà trà, bỏ cái chuyện gì đấy Bảo sắp đến chúa ba ngôi cha giảng cái gì Bảo lễ cho ba ngôi thì tôi muốn nói về tình yêu Và sao mà ba ngôi nói về tình yêu được Thì Này bạn có quen với bài hát này không Bạn còn nhớ bài sinh hoạt này không Hồi xưa vẫn dẫn các bạn đi sinh hoạt đó. Bài đó chắc cái đề phải 20 năm rồi Chúng tôi vẫn đi sinh hoạt với nhau Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình tuy một mà hai Tình thương đôi kết muôn nơi Ta yêu nhau lắm nên hai hóa ra thành một ấy mình với ta tuy hai mà một Ta với mình tuy một mà hai Thôi thôi ngừng như hát mãi <laughs> Cứ hát xoay liên tục đến bao giờ Tuy tuy một mà hai Tuy hai mà một Ai là người tuy một mà hai ai là người thứ hai mà một mình ơi ai gọi là mình là mình ơi ai gọi dạ thưa cha con thấy bố con gọi mẹ con là mình ơi rồi mẹ con cũng gọi bố con là mình ơi mình ơi về ăn cơm bố con gọi mẹ con đang ngồi bên này nhà hàng xóm mình ơi về ăn cơm hồi rồi xong rồi Mẹ con dọn cơm xong ra mẹ con lại thấy bố con đang ngồi vườn Mình ơi về ăn cơm <laughs> Bố con của mẹ gọi con là mình mà Mẹ con gọi bố con là mình Vì mình với ta tuy hai mà một Bạn ấy bảo ờ cha nói vậy có phải hay hay. Chứ con thấy năm nào cũng tới lễ chú ba ngồi là kể câu chuyện Vò sò vò ốc gì đó Bạn biết câu chuyện vò sò vò ốc không? Nghiêu sò ốc hến <laughs> cái ông này Không phải cái tuổi ngôi nghiêu sò ốc hến Chuyện cái vỏ sò, vỏ hến cơ Biết không? Ông Augustino đó Đi suy tư trên bờ biển đó, Về một chú ba ngôi Cứ một mà ba, ba mà một Ông điên đầu cũng không hiểu nổi Để có một thằng bé nó mới lấy cái vỏ sò Nó múc nước biển Nó cứ lên nó đổ vào cái lỗ đó Ông rồi, làm gì đó bảo À, dạ thưa chú là cháu muốn lấy cái tắt cái vỏ sò này múc vỏ sò này lấy cái vỏ sò này múc hết nước biển đổ ở đâu đổ vào cái lỗ Ôi, cháu ơi cháu ơi trời cháu làm cái chuyện đổ đá vá trời cái vỏ sò bé xíu cái lỗ bé xíu làm sao mà lấy hết nước biển mà đổ vào cái lỗ đó đầy được bảo cháu không thể làm được bảo nhưng mà cháu thấy cháu làm này nó còn dễ hơn chú chú đang làm ấy Chú đang làm cái gì? Chú đang suy về mầu nhiệm một chú ba ngôi. Nó còn khó hơn là cháu lấy vỏ sò múc nước đổ vào cái lỗ. Năm nào con nghe câu chuyện vỏ sò so, vỏ hến là như vậy. Rồi kết luận rằng suy niệm về mầu nhiệm một chúa ba ngôi là một mầu nhiệm. Và một mầu nhiệm thì ta không thể suy thấu. Cho nên vì đã là một mầu nhiệm, cho nên vì tan hãy tôn thờ đó là mầu nhiệm. Và là một mầu nhiệm thì không thể nghĩ được, không thể suy được. Vậy thì chỉ còn cách là mầu nhiệm. Amen tắt đèn Đi ngủ hết <laughs> chuyện <cười> Đời cùng lắm mà ta hay lấy đức tin bù lại Nhưng Mà anh chị em biết là một mầu nhiệm Không phải để mình suy Không phải để mình luận Không phải để mình giải thích Làm sao định nghĩa được tình yêu Nó chiếm hồn ta một buổi chiều Đố ai định nghĩa được tình yêu Không có ai cắt nghĩa được tình yêu Mà là bảo rằng là Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều Để nghe rời giải nghĩa yêu Đừng có nói nhiều Mà nghe rời giải nghĩa yêu Ông rời ông giải nghĩa yêu Có nghĩa là tình yêu chỉ có thể cảm nhận được thôi Và khi mình cảm nhận được thì mình sống Nhìn xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Thế khi ngài Cô mới nói, chúng ta là những cộng đoàn Kitô hữu ngày xưa người ta nhìn vào cộng đoàn Kitô hữu người ta bảo rằng là, ô, oh, nhìn xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Nhưng mà bây giờ cũng cộng đoàn Kitô hữu ấy mà người ta nhìn vào những cộng đoàn Kitô hữu, thay vì tất cả cùng đứng vòng tròn quây quần nhìn vào nhau, mình với ta tuy hai mà một, thế bây giờ người ta nhìn vào những cộng đoàn Kitô hữu và người ta bảo Ô oh, coi kìa, kìa xem họ ghét nhau biết là chừng nào. Mặt đứa nào đứa đó gườm gườm gườm, lạnh lùng bằng đá, rồi những trái tim mùa đông, rồi trái tim ngục tù, rồi những ánh mắt mang hình viên đạn không. Thế nên người ta sẽ rất là sợ, theo đạo, sợ vào đạo. Và nếu như vậy thì lệnh truyền của Chúa là các con hãy đi loan truyền tin mừng của ta đến tận cùng trái đất, và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Làm sao mà làm được? Vì như là găng đi vẫn được coi là ông thánh ở Ấn Độ mà chúng ta cũng mở ngoặc là cầu nguyện cho Ấn Độ đang bị Covid đến cả một trăm mấy chục linh mục và một trăm mấy chục nữ tu chết vì Covid trong đó có hai giám mục cũng chết vì Covid. Mình cầu nguyện cho đất nước Ấn Độ trong tình hiệp thông thế thì găng đi ông cuốn tin mừng ông đọc chăm chú đọc rất kỹ chăm chú ông biết ông thuộc ông hiểu nói này thưa ngài tại sao mày đọc tin mừng nghe hiểu không hiểu chứ nghe thấy hay không hay chứ tôi đọc tin mừng tôi thấy sao tôi thấy là lời chúa nói quá hay mà đời sống của chúa thì càng hay hơn tức là chúa sống điều ngày giảng và ngài giảng điều ngài sống tôi rất là trân trọng tin mừng và lời và đức giêsu nói nếu như vậy thì tại sao ngài không theo đạo tôi rất muốn theo đạo nhưng mà rất tiếc là tôi nhìn vào những người đi đạo tức là những khi tôi hữu giá mà họ sống được những điều mà chúa nói thì chắc chắn tôi đã theo đạo rồi nhưng mà rất tiếc tôi nhìn vào tôi không thấy họ sống điều mà Chúa đã dạy và đã sống Cho nên tôi tin Chúa Tôi yêu Chúa Nhưng tôi không muốn theo đạo Đau không? Đau chứ phải không? Thì khi mà những anh chị em ngoại đạo Họ đến với giai điểm tin mừng hồi đó Chúng tôi làm ở đó hơn 3 năm Họ đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chúng tôi cho họ một cái cảm giác Là họ đến một cái cộng đoàn của yêu thương để họ có thể nói được với nhau rằng là kìa nhìn xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào và chỉ có thấy khi người ta yêu thương nhau được thì mới là lời rao giảng hùng hồn nhất nói về lòng thương xót chúa đến đó thấy người ta thương xót nhau người ta thương xót nhau bằng cách là dù là chúng tôi nghèo dù là chúng tôi chật dù chúng tôi thiếu thốn mọi phương tiện nhưng rất vệ sinh sạch sẽ không có một cái rác. Ai thấy rác là tự động cúi xuống nhặt, cúi xuống nhặt, cúi xuống nhặt. Đó là cái điều mà làm cho người ta thấy người ta yêu thương nhau. Vì khi mà tôi xả rác xuống, tôi làm dơ môi trường, dơ chỗ ngồi, dơ chỗ đứng thì những người khác cũng xả rác, nếu mà như vậy thì nó thành cái bãi rác và nó mất vệ sinh. Mất vệ sinh như vậy thì người đến tham dự thánh lễ mà vừa đông như thế mà rác rưởi như thế rồi mưa xuống đắng lên, cái mùi nó bốc lên sao mà chịu nổi. Vì thương, vì yêu, vì quan tâm đến người khác cho nên mỗi người chúng tôi tự giữ lên vệ sinh. Khi tôi giữ vệ sinh thì những người khác cũng làm và như vậy thì cả một khu vực rộng lớn và đông người như vậy được giữ vệ sinh sạch sạc sẽ. Dù nghèo dù khó khăn nhưng mà sạch sẽ. Thế thì khi mà chúng ta sống cái điều đó, mình, mình đang rao giảng lòng thương xót Chúa đấy. Rồi thứ hai nữa là vào khu vực vệ sinh. Rất đông người và người ta sợ nhất là vào khu vực vệ sinh công cộng. Tôi nói với anh em, phục vụ. Cái ưu tiên đầu tiên của mình là nhà vệ sinh. Vì người ta phải thật thoải mái. Đến, có nước rửa, có nhà vệ sinh sạch sẽ, thơm tho nữa. Và những người túc trực làm đó, 24 trên 24, đêm hôm ngoài thì thôi, cứ có người là có người phục vụ. nhiên mình trả công cho họ tương xứng. Họ làm với tất cả cái tinh thần phục vụ, nhưng cũng được trả công tương xứng. Và nghĩ em khi mình vào trong nhà vệ sinh, thấy nhà nó vệ sinh thì mình phải giữ vệ sinh. Anh nghĩ có đúng không? anh thấy nó sạch sẽ không thể anh mà xả cái rác là anh thấy nó ngại lắm người ta nhìn anh giống như là hình như lần này nó không có phải người hay sao đó. nó từ đâu nó về thưa anh chị em chúng ta thấy cho nên rất là vệ sinh và đó là cách mình đang cho người ta thấy là mình lăng loan báo tin mừng ồ oh, Tôi đi đến nhà vệ sinh công cộng nào nó cũng dơ quá Mà tại sao cái nhà vệ sinh công cộng của lòng chúa thương xót nó sạch thế thì em thấy không ta phải thắc mắc ngạc nhiên chứ Mà không mất tiền Có khi mình đến nhà, nhà vệ sinh mất tiền mà vẫn còn tức Vì mất tiền mà nó vẫn cứ dơ là sao nhỉ Tiền thì nó thu mà vệ sinh nó không làm Là sao Có đúng không Còn đây không mất tiền Lại còn được rửa tay Rồi còn được là mọi thứ thoải mái Mà không sợ mất đồ đạc nữa Thế thì khi anh chị làm cách đó là anh chị em đang loan báo tin mừng cái thứ ba nữa là người ta biết nhường nhịn nhau người thì đông có cả bốn năm chục ngàn người đất thì chật bia làm sao mà không chen chúc mà không tranh giành ấy thế mà những người già những người phụ nữ có thai những bệnh nhân được ưu tiên ngồi hàng ghế và chỗ mát mọi người tự động nhường cho những người đó rồi Người ưu tiên đó là người ngoại đạo Những người công giáo tự nhiên Nhường ghế cho người ngoại đạo Những người công giáo tôi nói Anh em trong nhà thờ ngồi mát vui lòng đứng lên Bảo thầy cha đứng làm gì thầy cứ đứng lên Cho chồng phó tay Người ngồi người công giáo phấn khởi quá Đấy là người công giáo cho chồng phó tay Rồi mời anh ra khỏi nhà thờ <laughs> Nhường ghế cho những chồng ngoại đạo họ vô Họ ngồi, họ tham dự thanh lễ, họ nghe lời Chúa những người ngoại đạo cảm thấy ở đấy mình được trân trọng, được đón tiếp. Chả nói gì, chẳng dụ gì cả. Đức Giáo Hoàng bảo đừng có dụ. Mình hãy sống để giới thiệu Chúa, làm chứng cho Chúa. Chứ không có phải như ngày xưa là đi truyền, đi dụ, đi khuyên. Hoặc là dỗ, không dụ, không dỗ, không khuyên, không truyền. Mà sống, đó là làm chứng. Đó là rau giảng. Mà khi người ta đến thấy vậy, à, đang họ đang sống mầu nhiệm một chúa ba ngôi. Mầu nhiệm một chúa ba ngôi là mầu nhiệm để mà sống, chứ không phải là để giải thích, để lý luận, để cứ xong là một với ba, ba mà một là thế nào. Chúa cha, chúa con, chúa thanh thần, ba ngôi liên kết với nhau trong một tình yêu. Ba mà một. Giống như hai người yêu thương nhau đến mức độ mà cả hai như là một vậy. Đây là một nửa của đời của tôi đây này. Anh là một nửa của em, em là một nửa của anh, hai người như là một chú cha, chú con và chú thánh thần liên kết với nhau, ai thấy ta là thấy cha. Và ai nghe lời ta thì ta và cha ta sẽ đến và ở với người ấy. Và làm sao mình nghe mình hiểu được nếu không có chú thánh thần? Cho nên ở đâu có chú cha thì có chú con và có chú thánh thần sống mầu nhiệm ba ngôi là sống cái sự hiệp nhất đó đi người ta mình nói về mầu nhiệm ba ngôi nói về sự yêu thương và hiệp nhất bằng chính cái cuộc sống của mình cuộc sống trong gia đình của mình trong cộng đoàn của mình trong giáo sứ của mình và nhất là nơi những thí điểm truyền giáo những nơi gọi là giáo điểm điểm truyền giáo phải là nơi nổi bật nhất về tình yêu thương hiệp nhất phải nổi bật về tình yêu thương nghiệp nhất mà đến đến đó mà người ta thấy có sự chia rẽ đến đó mà người ta thấy có sự ghen tị đến đó mà người ta thấy có sự tranh giành thì tất cả những lời rao giảng của chúng ta chỉ là lời nói khoác mà thôi và cách truyền giáo của chúng ta không phải là truyền giáo không phải là làm chứng mà là phản chứng đến một lần không bao giờ bước lại lần thứ hai trời ơi đến cộng đoàn gì đâu mà suốt ngày nói xấu nhau suốt ngày chê bình phê bình chỉ trích nhau đạo với nghĩa gì kỳ quá cha với cụ gì kỳ quá họ nói như vậy đó thưa anh chị em cho nên khi mình sống lời Chúa như vậy Phaolô nói rằng là chúng ta được thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn thì mình đều là con cái Thiên Chúa anh em không lãnh nhận thần khí khi anh em trở thành nô lệ phải sợ sệt như xưa Nhưng mà thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử Nhờ đó mà mình được có lên áp ba cha ơi Nhờ Chúa Thánh Thần mình có thể nhận ra Thiên Chúa là cha của mình Và nhờ Chúa Thánh Thần mình nhận ra Thiên Chúa là cha của mình Bạn có Chúa là cha Ê ông kia, ông có biết cô Chúa là cha không? Anh kia biết không? Chị kia biết không? Ủa vậy hả? Chúng ta đều có một cha hả? Mà nếu tất cả chúng ta đều một cha thì mình là cái gì với nhau? Kẻ thù của nhau? Thì ông nội ơi là. Là cái gì của nhau? Là người dân nước Lã, người dân nước Lã phải là cái gì? Là anh em với nhau. Ô, cùng một cha mà. Ô, cùng một cha mà anh em với nhau cho dù mình là người Việt Nam hay là bất cứ người nước nào Cho dù là bất cứ màu da nào Bất cứ ngôn ngữ nào Bất cứ phong tục tập quán nào Nhưng chúng ta được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn Sống trong sự soi sáng hướng dẫn của Thánh Thần Mà không có Chúa Thánh Thần Thì mình không thể nào nhận biết Thiên Chúa là cha được Mà không có Chúa Thánh Thần Mình không nhận biết Thiên Chúa là cha Thì đừng có hòng mà như là anh em với tôi Xin lỗi anh Tôi sống cho tôi mà thôi tôi lo thân tôi chưa xong mà lo cho anh, này. đèn nhà anh nhà đấy rạng, cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy, nước sông không đụng đến nước giếng, luôn thôi gì hết. nhưng mà vì mình nhận biết thiên chúa là cha mà là đứng nhiều lòng thương xót, mà đứng xót thương mình, cho nên mình là anh em với nhau, mình cũng thể hiện lòng thương xót như chúa đã thương xót mình thế nào, mình cũng thương xót anh em như vậy. qua đó người ta mới nhận biết lời rao giảng của mình, anh em hết rao giảng là có thiên chúa là cha con và thánh thần ba ngôi yêu thương hiệp nhất với nhau nhưng ba ngôi ý vẫn là ba ngôi vị chứ không phải là một ba ngôi vị cha vẫn là cha con vẫn là con và thánh thần vẫn là thánh thần cũng giống như hai người yêu nhau mình với ta tuy hai là một nhưng ta với mình tuy một vẫn là hai anh vẫn là anh với tất cả cái cá tính của anh em vẫn là em với tất cả cái cá tính của em anh thích món gì bò nhung giống em thích canh của rốc <laughs> thì hai cái thích đó vẫn là hai cái sở thích khác nhau không có phải là vì chúng ta là một cho nên là anh thích thịt bò thì tôi cũng phải thích thịt bò không có được mình muốn cái gì đừng bắt người khác cũng muốn như vậy mình thích cái gì cũng không bắt người khác thích như vậy như vậy thì mình bắt người ta làm nô lệ cho mình chứ không phải là vợ là chồng là anh em với mình nên một với nhau nhưng vẫn là hai vì mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị mà thiên chúa dựng nên cho nên không thể đồng hóa không phải là những loại người máy không phải là những robot vì thế là mình đừng bao giờ dùng quyền của mình mà bắt tất cả mọi người khác mặc đồng phục như nhau theo nghĩa là răm rắp răm rắp như vậy không anh có khả năng gì dạ thưa cha con biết quay phim anh làm cái việc quay phim anh biết làm gì anh biết uh, dùng máy tính anh làm máy tính chị biết làm gì chị biết chụp hình biết chụp hình anh kia làm gì dạ thì ra con biết khênh ghế thì anh khênh ghế anh này biết khênh kiểng thì anh khênh kiểng anh kia cao cao răng màn thì răng màn mỗi người một việc chúng ta làm một cách hài hòa như là một một công việc là loan truyền lòng chúa thương xót nhưng mà mỗi người có một trách nhiệm, một bổn phận, một công việc khác nhau. Như Thánh Phaolô nói, tay, chân, mình, mỗi chi thể trong một thân mình duy nhất là Đức Giêsu Kitô, tay vẫn là tay, chân vẫn là chân, đầu vẫn là đầu. Cái đầu không thể nói với cái chân rằng là tôi suy nghĩ hoài, tôi mệt quá, tôi không suy nghĩ đâu. Anh chẳng phải suy nghĩ gì, anh cứ bước đi thoải mái. Ê, anh không làm nữa. Anh không suy nghĩ nữa. Cái chân tôi có bước được không? không bước được rồi hay là cái chân tị bảo anh người trên đầu trên cổ tôi không mà tôi cứ phải bước dưới đất bẩn thiểu đủ thế nặng nề thế bây giờ đổi đổi bây đi ngược đầu không đất à hả đi nổi không cái chân dơ lên tôi bước sao được đâu nó không điều khiển sao bước thế không ạ cho nên là mỗi mình mỗi một người chúng ta sống mầu nghiệp thiên chúa ba ngôi là trong sự hiệp nhất giữa những khác biệt khác biệt mà vẫn hiệp nhất được với nhau Không phải là tôi thích cái này thì tôi cũng bắt người khác phải thích như vậy Rồi ai cũng phải chiều theo ý thích của tôi mới gọi là hiệp nhất Không Vẫn khác biệt mà vẫn hiệp nhất được Chúng ta tôn trọng cái sự khác biệt đó Ta tôn trọng ý thích của người khác Và tất cả chúng ta làm vì lợi ích chung Lấy lòng thương xót Chúa làm Tâm điểm là mục đích làm cái tiêu điểm để mình nhắm tới. Và mỗi người thể hiện cái việc là loan truyền làm chứng cho lòng thương xót chúa một cách khác nhau. Anh, anh phụ trách uh, Facebook dùm tôi. Anh, anh phụ trách trang web dùm tôi. Uh, anh kia thì uh, lo Yahoo dùm tôi. Uh, cái gì? Uh, Youtube chưa quên. Cái chị này gì? Uh, có tóc tóc gì đấy. Gì? Uh, TikTok. Uh, thì mỗi người một việc các chị tóc đừng có lấn sân sang người khác bảo tôi tích tóc cho chỗ nào tôi cũng lóc tóc cả không có Ê, anh phê lúc nào anh cũng phủ hết người ta không phải mỗi người một việc khác nhau mình tôn trọng nhưng chúng ta cùng là một mục đích chung là loan truyền lòng thương xót của Chúa còn anh nhiệm vụ là đi phát máy cứ nhỏ nhỏ cứ đi phát máy cứ phát máy thôi còn đi thì uh, đi uh, Uh, tặng tràng chuỗi anh đi tặng ảnh mỗi người một việc khác nhau nhưng mà có mục một mục đích duy nhất đó là chúng ta đang sống mầu nhiệm một số bà ngôi hiệp nhất trong sự khác biệt nhân danh cha và con và thánh thần amen sang danh đức chúa cha và đức chúa con và đức chúa thánh thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng amen